Các bạn thân mến, đây là cái giai đoạn mà mình bón cho chim nó đã cứng cứng mỏ rồi, nó được khoảng 18-20 ngày tính từ ngày nở. Và sau khi nở được 7 ngày thì mình bón khoảng 12 ngày, 11-12 ngày. Thì giai đoạn này là giai đoạn chúng ta lên dạy chim biết mổ. Một số người gọi điện cho Thao chim cu gáy bảo là dạy như thế nào, tại sao bón mãi cả tháng 2 tháng nay mà nó không biết mổ. Vì chim nó đã đói mà các bạn vẫn cứ bón thì chim nó không biết mổ. Nên bây giờ là các bạn, tôi làm cái clip này là chia sẻ với tất cả các bác anh chị em trên diễn đàn chim cu gáy, và đặc biệt những fan hâm mộ của Thao chim cu gáy, là khi các bạn đến cái tầm ngày như thế, các bạn nên để chim đói và đưa cục cám pha nhã nhã nha, và đưa vào nó sẽ tóp tớp và nó sẽ rỉa, chim nó sẽ nó sẽ ăn như thế này, và chúng ta để dần dần khô dần cám cho đến lúc nó thành khô hẳn. Thế nó khô như thế, nó đói thì nó sẽ ăn những cái viên, và đương nhiên là khát nước thì chúng sẽ phải một vài lần nó khát nước, chúng ta nửa nửa để cho nó dí miệng được vào, hoặc là nó vô tình nó đã chạm nó dít được vào một lần thì nó sẽ biết chỗ đấy là chỗ uống nước. Thì clip này nó cũng mang lại cái nội dung rất là đơn giản, nên là cách tập cho chim bón biết tự mổ. Đó, quý vị và các bạn có thể thấy là chim nó sẽ ăn như thế này mà các bạn không phải bón nữa. Xin cảm ơn các fan hâm mộ và những người đã đăng ký kênh của Thao Chim Cu Gáy. Quý vị và các bạn có thắc mắc cũng như có nhu cầu để giao lưu với những con chim cu gáy, cu bố mẹ thuần chủng sinh sản, cu non, hoặc là cu non bón thuần như thế này, chúng tôi sẽ bón, và cho khi nào biết mổ chúng tôi sẽ chuyển cho các bạn. Thì hoặc là những con chim cu khách, chim những con chim cu mồi, con chim cu màu hoa mơ, hay là con chim chú trắng, quý vị các bạn yên tâm. Đó, thì mình sẽ bón như thế này, và quý vị các bạn sẽ đặt hàng và tôi sẽ bón cho các bạn đến khi nào nó biết mổ thì thôi. Các bạn sẽ gọi vào số là 0163 53 05 982. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.